Hi, welcome back to my channel. Start to get a go. Traffic reader, let go. Okay, about the gente chao. Thank you.
OK, vào từ kênh tôi chào. This for speak, no limit. Thank you.
Helen 所公布 Private。Mất rồi. Lại 12 lần luôn. Lần là thua rồi. Các bạn hiểu là 12 lần liền mà không bị đâm vào một cái gì đó thì các bạn mới thành công được. Còn nếu không thì các bạn sẽ lại phải tự làm lại nhiệm vụ từ đầu. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Turn left.
Hello. Next stop, California Street.You're racing through the heart of Reaper territory, but it's the fastest way to the bounty. Good luck. Nice takedown. You make the jackals proud.坏论。Luôn. Ok, và mình sẽ sang cái tuyệt chiêu. Rose, how about it?
Let's go. Không biết có lên được không đây? Một bánh nó lên được rồi. Đánh còn lại thôi. Ok.
Nhưng mà một lúc sau sẽ giật các bạn nha. Các bạn sẽ đợi một lúc là sẽ giật này. Rồi, đã giật rồi. Nghĩ đâu. Oh my god, cách như thế vẫn dính. Thế là lách cái bài nào. Khá là khó luôn. Oh my god. Wow.
hỏng xe luôn. Ok. Điều khiển bằng ấy không? Control setting. Đây đi.
Gasp. Quả vừa rồi ăn quả cực kỳ thốn luôn. Mình sẽ lại nào. Đây coi. Phải dành xin thức. Oh my god. Ok. Xung quanh thành phố này các bạn ăn những cái này thì nó đều gồm có là các bạn phải có món đồ thì các bạn mới ăn được, còn nếu không thì các bạn không thể nào ăn được đâu. Nó lại phải dừng xe để các bạn chọn xem ăn hay không. Đây mình sẽ thử một cái nhá. Đó. Nó dừng xe cho nên các bạn không cần động vào. Cats. Tức là cứ đâm một cái là hy sinh ngay. Ok.
my god. Gas. Vượt nhanh nào. Còn sẽ bị vượt mặt bây giờ. Warning.